Anh nhà ở đâu đây? Mỗi sáng thức giấc thấy sao trong tim bồi hồi. Anh đi đâu vậy? Ôi ơi, sao điện thoại để đây? Nhớ không? Trời ơi, nhớ em không? Nhớ không? Bữa mình gặp nhau trong mơ nè. Nhớ không? Bữa anh còn xin số điện thoại em nữa, anh nhớ không? Quên rồi hả? Đâu rồi, số của anh số mấy em quên rồi. Bữa anh xin Facebook em nữa nè, phải không? Đâu rồi, bấm lại Facebook coi, bữa kết bạn đang ngủ cái anh kết bạn Facebook với em cái giờ em không có nhớ. Nên không xài Facebook. Không cho thôi. Trời ơi, thấy ta lại xin cái bài đặt không có xài Facebook. Thở đời bây giờ mà không có ai mà không xài Facebook. Thở ai không xài Facebook thiệt hả? Không xài thiệt luôn hả? Anh có xài bữa gì Tinder, Twitter gì không? Twitter cái trang mà coi video rồi thông tin rồi đó. Anh có xài cái đó không? Không có hả? Anh có xài Blue. Ở về mới lên. Tinder, Blue, Tinder, Zak đi. Ai xài? Là có hết luôn á hả? Trời ơi, hay vậy trời. Chồng của em đang lái tàu. Luôn cho chị em để biết vô cho bạn. Nãy giờ em đứng em chiên cá làm gì anh nhìn em hoài vậy? Em đẹp. Đẹp hả? Hôn em cá đi. Em đẹp có nút lửa em đi. Tức ghê. Ủa làm gì vậy? Ghen hay gì? Ghen hay gì mà dằn người ta kiểu đó? Thái độ gì vậy trời? Trời ơi! Người ta có quốc thì cũng kệ người ta. Quá trời quá đất hả? Là hai anh đang yêu nhau hả? Hai anh đang yêu nhau hả? Đi chơi chung hả? Đi chơi chung đó. Là ai làm chồng ai làm vợ? Em ta biết rồi. Ủa gì hả? Em không biết. Ai làm chồng ai làm vợ? Anh làm chồng. Đúng rồi. Không, nhìn anh men trụ bộ thật sự. Nhìn là biết anh làm chồng liền. Là anh làm vợ ảnh. Ra là vậy. Anh làm vợ anh phải không? Ra là vậy. Là anh nằm dưới, anh nằm trên. Em nằm dưới ấy lên cũng được mà. Ủa ấy lên là sao? Ấy là chắc nằm trên là nó đã nằm trên nữa không? À. Thì nằm trên mà nó ấy xuống thì nó cũng vậy. Thì ra là vậy. Ủa mà hai anh con trai tự nhiên ấy lên ấy xuống là sao ta? Là sao chỉ em coi chỉ em. Tạ đó. Tự nhiên tập tạ cái anh để cái ngón này vô đây là sao? Tự nhiên tập tạ cái anh để ngón này là kỳ là sao? Ý anh là sao? Tập tạ là sao? Trời ơi bậy bạ quá à. Hai anh ở đâu qua đây vậy? Xa lắm. Xa bên kia luôn. Ở bên kia. Bên kia sao? Ờ bên kia. Ghét dễ sợ. Xài nước hoa nhưng mà thơm nhở? Anh xài nước hoa. Tôi nghe cái mùi nước hoa rõ ràng mà nó mùi tự nhiên. Ở đây nước hoa không thể. Ủa vậy đó hả? Là cái chai gì cái gì Hero đúng không? Thôi. Bia cho Việt luôn. Thiệt luôn hả? Không thơm mà. Lưu hương lâu không anh? Lâu đúng không? Lâu em. Quất phát còn mùi không? Còn nha. Còn hả? Coi cho em hửi cái coi. Cho em hửi cái coi. Ghét quá à. Bởi vậy thôi. Chán ghê vậy đó. Tự nhiên giờ đẹp trai cái yêu nhau hết trơn. Cái tôi hồi xưa bởi vì tôi chuyển giới về mới tôi làm cái gì. Chả lấy chuyển giới về đi chô môi. Đã hồi xưa người ta đã cần con trai. Mình nghĩ con trai nó sẽ thương con gái. Mình mới đi chuyển giới về để mình được con trai thương. Cuối cùng giận trai thương nhau hết trơn. Tức dễ sợ công giả chàng má ơi. Thì đó chứ giờ trai đẹp nó yêu nhau hết rồi. Để ngoài bển em kêu ông gắn cái cù lẳng vô trả lời. Gắn vô trả lời để em chơi BD lại từ đầu. Tức quá trời tức rồi. Đeo nhiều đeo những cặp những nữa. Ủa chưa hả? Phải đeo ngón này hả? Nhìn lộn. Có chung kiểu chưa? Không hả? Anh khỏe không? Đêm mấy cái? Sương sương. Số 2 vui vẻ. Không tới. Ôi xu quá vậy. Cái tướng cũng ngon quá trời mà kỳ vậy trời. Cá bao lâu? Cá bao lâu? Cá bao lâu? Không ra. Ê, bậy bậy. Không xong. Trời ơi, không xong luôn. Đêm đó sáng mà không xong luôn. Chết rồi. Vậy là coi chừng là ổng không ra được đâu, không xong được đó. Chứ không phải là không xong đâu nha không. Có xong. Có xong lại lâu. Trời ơi, chết rồi. Hạnh phúc quá trời. Thật sự luôn, từ cái bữa sinh nhật em tới giờ không ai đụng vô người em hết trơn. Năm nay hết được vậy thì rồi. Em mới sinh nhật trên YouTube nè đúng không? Đúng rồi, mới sinh nhật có 3 ngày 4 ngày vậy, 3 ngày 4 ngày. Để nhỏ xíu gia đình không? Nhỏ xíu à. Gia đình không à. Năm sau em sẽ làm một cái sinh nhật khép kín. Em sẽ đãi dưới lòng nước. Tất cả những khách mời đều sẽ phóng xuống sông để ăn sinh nhật em. Anh thích mặc bikini lắm hả? Không, không bận tất cả. Đâu đâu anh không bận cho em coi coi. Chứ em nhìn anh là em thèm dữ lắm rồi đó. Ôi không đó bà, ý em nhìn anh là em thích dữ lắm rồi đó. Ngon chứ bộ. Không có đô lắm, vừa vừa. Mà góc dưới đô lắm, đô lắm. Gì đó hả? Cỡ này cỡ cái ly cỡ. Hay là cỡ tính nắm cái chai nhưng mà không lộn, nó lột cái nắp. Cái ghét dễ sợ buồn, bởi vì giận trai yêu nhau hết rồi giờ làm sao? Sao xưa nó anh thương em mà giờ anh lại vậy? Giờ là quyết định anh không cho em, anh không cho em xin Facebook luôn đúng không? Không có xài Facebook thì... Vậy giờ anh xài gì anh nói đi, bằng cách nào để em có thể gặp được anh? Anh đừng có nhìn bên đó nữa, anh phải nhìn em. Vậy mà anh không xài Facebook đâu. Không xài thôi. Để bữa sau muốn gặp anh em gọi cho Vinasun nè. Tức ghê vậy đó. Chán ghê, xin không cho mọi người thấy không? Trai đẹp giờ là vậy đó. Buồn dễ sợ. Buồn làm chi em ơi, có bạn không? Buồn làm chi em ơi. Ở Bình Thạnh bà chửi qua đó, mọi người xa lắm qua thăm em đó. Thiệt. Nhưng mà không cho em xin số điện thoại, không cho em gì hết trơn. Để em tính. Để uống mấy nước, một nước rồi đúng không? Một nước hay hai chai? 50.000 tiền cá với 30.000 tiền nước là 80. Tám chục là thói 120. Rồi cảm ơn hai người nghe. Không cho xin Facebook buồn ghê. Ảnh điền mình là ảnh cho rồi. Ừ, không cho. Ảnh nhìn hoài luôn, em thấy nhìn hoài em tấp vô, không cho là không cho. Thật sự không thể nào mà suy nghĩ và tưởng tượng. Anh nghĩ có cơ hội không? Anh nhà ở đâu đây? Mỗi sáng thức giấc thấy sao trong tim bồi hồi. Kìa tuổi thân chưa? Sao do hải sản? Trời ơi đâu có đồ ăn ngon dữ rồi trời bà. Yumi đâu rồi anh? Mạnh Quỳnh Bolero ơi, Yumi.